mua 82 đầu vàng chồng con nó gặp bà, nó mới mua hôm qua mới gặp bà nhắn ngon tuyệt vời đâu có vợ đâu biết à. Mua ờ, lưng hạng vậy cho nó đông ngon tuyệt vời đây bà trả nha hả không, à, em nói cái đường bà trả đăng lên mạng hoài nó có ai gọi cho đông đâu tuyệt vời nha nói rồi đúng không ừ. Rồi cảm ơn đây bún măng trời ơi quá đã luôn trời cảm ơn như thế bún măng của chị lùng rồi chị lùng ở Bà Trại nha cả nhà ngon cực kỳ ngon ngắt ngay trời mây ai cũng phải ăn quay thịt nữa ai cũng phải ăn nha cái nhà và các bạn bún thì nóng lên thật đó bún thì nóng khói lên nghi ngút thịt đó thì nhóc hết trơn vừa ngon vừa rẻ mời cả nhà và các bạn ăn cùng Thi Du hello bữa nay anh cùng với Thi ăn bún măng nha cả nhà các bạn ơi ăn bún măng mời cả nhà các bạn ăn bún măng cùng Thu với Thi một tô bún măng chào các bạn mời các bạn ăn sáng không có ăn không sáng tuyệt vời ông mặt trời nhìn cái tô cũng biết người ăn nhiều ăn ít nữa mời cả nhà các bạn nha nhìn cái tô thôi là biết người bự người ốm hay người nhỏ rồi đó trời thịt quá trời ngon thôi quê hôm nay mình ăn mời các bạn bún, nha bún măng vịt chim ngon thôi thơm mùi măng ha tôi muốn giòn ha ngon quá ngất ngay trời mây số 1 ấy hả mày gió nó bắt bà tóc tôi dựng như dựng lông nhiếp có gió tóc ngon quá Thi với Thu ăn bún măng rồi ngay quán bởi vì xe chạy quá trời luôn xe chạy tấp nập ngon quá Thu ơi ăn gì mới dữ nè ăn quá ăn cả nhà các bạn ơi chắc á anh có ăn ở quán nè nhưng mà ăn ở tại nhà mình nè nha nhìn thấy cái bếp kìa biết quen thuộc hả sáng nấu bún măng à ngon quá ngon rồi lấy giờ mình hộp giấy ra nhầm ngon quá là ăn cần không đua hả Cần hồi nữa là thua hai con mực chưa ngon quá ngon thế thôi thịt nó thơm nó là quá măng rồi nó hơi mùi măng ngon ghê luôn thấy không bạn vịt chim rồi không biết cái gì ăn bữa sáng mà có một món ăn như gì là rồi ngất ngây trời mây nước đen nước trắng nước đen nước xanh luôn xanh đen chồng nó hay sao không trời ơi cái điện thoại quay vô thấy chừng lâu thấy Dương Lâm luôn đó mấy bà ăn dính mặt dính miệng không chùi cự nghe đấy có gì đó có điểm mới vui vịt thịt nó ngọt quá rồi nghe một cái lá gan gan à gan mà có đủ một tô gì nè đại nhất đó nha 20.000 quán bà Lùng kế bên nha cả nhà bà nấu ngon lắm mà rẻ nữa 20.000 là hai đứa 40.000 là no tới 2 giờ chiều luôn á ăn có một bữa cơm mà không ngon quá càng ngon quán của bà Lùng Bà Chạy cả nhà
tiền quá là Thi hay với Thu không có tiền ăn, tại vì không có tiền là chưa có tiền tại chợ. Bị ăn quá giờ không có tiền ăn. Hết tiền. Mấy cái măng rồi, phá mấy cái măng rồi. Thơm, ngọt. Ngon quá. Bây giờ mình không nấu á thì mình đi mua về mình ăn cho nhanh gọn lẹ cả nhà ơi. Ngày mơ cái clip sau con ở nhà coi Thu với Thi ăn bún cá. Bún cá ở cái đó kêu bằng dòng xây bãi cát. Mà lại nó nghĩ nó đâu bán. Bún cá dòng xây bãi cát. Mời mời Thi với Thu ăn tiếp món bún cá nha cả nhà. Chỉ 20 ngàn thôi là ăn được một buổi ăn ăn no tới chiều. Các bạn có muốn ăn bữa nào xuống quán ngon. Mình đi cái bắt đầu mình giới thiệu mình mua về cho các bạn ăn. Đại cầu và chạy. Đại cầu và chạy, khu vực 11, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Rẻ mà ngon. Bây giờ 20 ngàn đặt mua cái gì được, ăn được cái gì, ổ mì. Chị mình cũng bán đồng quê nữa nè. Đồng quê mà ngon ha. Mắm giá hữu nghị. Quá không? 20 ngàn quặng không hết, quặng hết thì được không? Không còn rồi bán. Ngon quá mấy nhà ơi. Ông nói hù hù ông nói. Ông này ăn không có biết để thật kìa. Ăn sao làm sao trời ơi, ta nhờ người ta thu hút rồi. Thịt quá trời thịt luôn không ơi. Thôi đừng gấp nữa, mình ăn hết nổi rồi đó các bạn. Thì ăn thịt chưa hết đi, bỏ tội. Ăn gì cũng thấy tội lỗi lên rồi. Ngon quá. Mình đến chịu ăn bún á, mình phá ăn thịt rồi. Chẳng bằng hết bún rồi, không hói. Chẳng bằng hết bún rồi, không hói. Ăn cạn tô luôn đó mấy bạn. Cạn gì rồi, đúng máu. Phải không? Trời ơi, ăn gì cũng tốt luôn. Gió. Gió gì cũng tốt luôn. Quá trời thịt nha. Ăn thịt nhiều. Ăn tới xù luôn, nhím luôn. Thù ăn nhím. Út măng cực kỳ ngon. Dạ ăn nước rồi xong thì tới hết cái nè. Ngon quá ngạo hả? Vô bữa Thi với Thu đến đây cũng kết thúc. Thi Thu xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ngày mai. Nếu như các bạn đã xem video của Thi thì hãy nhớ bấm nút đăng ký, like, share, ủng hộ Thi nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.